20 năm đứng trên bục giảng, với mỗi người giáo viên, đó là niềm tự hào khi trường ấy năm được nhân dân yêu thương gọi là nhà giáo. Và với cô giáo Phạm Thị Yên, hiện đang công tác tại trường tiểu học Liên Khê, một trường học thuộc xã miền núi của huyện Thủy Nguyên, thì niềm tự hào ấy còn được vun đắp lên bằng những thành tích trong nghề. Một giáo viên âm nhạc giỏi, một chủ tịch công đoàn năng động và một tổ trưởng tổ nghệ thuật tài năng. Tôi nghĩ rằng là như bác Thủ tướng Phạm Văn Đồng có nói đấy, nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý. Và cái ước mơ của tôi khi đã trở thành hiện thực thì được đứng trên bục giảng, rồi được cùng với đồng nghiệp của mình và hàng ngày được bên cạnh các em học sinh, thì đấy là một cái điều mà đam mê nhất. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất bao bọc bởi núi, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên. Sau khi học xong Đại học Sư phạm Âm nhạc, cô gái trẻ Phạm Thị Yên vẫn ấp ủ ước mơ ngày nào là trở thành cô giáo trường làng. Năm 1997, cô chính thức là giáo viên âm nhạc tại trường tiểu học Liên Khê. Là trường miền núi xa trung tâm, mọi điều kiện cơ sở vật chất cũng như chất lượng giáo viên, đổi mới cách dạy và học luôn là điều trăn trở đối với ngôi trường này. Xác định đây không phải là điều có thể thay đổi ngày một ngày hai, cô giáo Yên chẳng thể nghĩ xa xôi nhiều. Điều cô tự nhận thấy quan trọng nhất lúc này đó là tự đổi mới, sáng tạo ngay trong bộ môn học mà mình đang đảm nhiệm. Nghĩ là làm, bên cạnh giáo trình, cô Yên cho ra đời những sáng tác mới, những bài giảng sinh động kết hợp cách dạy, học và thực hành song song giữa cô và trò đã tạo hứng thú cho học sinh, mang đến những đam mê, truyền thêm ngọn lửa nghề trong cô mỗi ngày. Là một giáo viên tuy đã nhiều tuổi nhưng mà thực sự là chị Yên rất là yêu nghề và tâm huyết thực sự với nghề. Từ cử chỉ, điệu bộ, lời nói cũng như là cái kỹ năng sư phạm của chị khiến cho những giáo viên trẻ như tôi còn phải học hỏi rất là nhiều. Làm sao mình dạy học sinh không phải chỉ là những cái nốt nhạc, không phải chỉ là những bài hát, mà mình thông qua đó còn dạy các em là biết yêu quê hương đất nước, rồi biết cách làm người và rèn những kỹ năng sống đẹp, sống tốt cho các em. Ở trường hát, về nhà hát, âm nhạc như ngấm vào máu của cô giáo trường làng. Cũng như bao người phụ nữ khác, cô giáo Yên có một gia đình nhỏ bình dị. Cả hai người con, một trai một gái, đều học hành giỏi giang, đã hoàn thành khóa đào tạo đại học ra trường. Hơn 3 năm trời, thì tôi cũng đã phải gạt nước mắt để đưa tiễn người thân của mình. Một cậu con trai và một người em dâu cũng không may là bị tai nạn rủi ro trong cuộc sống. Thực sự để vượt qua được những cái điều đó rất là khó khăn. Đời người ai cũng có những khó khăn phải trải qua. Cuộc sống là vậy, nhưng với một người mẹ, đó lại là nỗi đau quá lớn. Một thử thách quá lớn với cô và gia đình. Nhưng mà cũng không biết làm cách nào cả. Vẫn phải cố gắng vươn lên bằng chính cái nghị lực của mình để mình sống tốt, có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Và tôi cũng cứ quyết tâm là mình thôi phải cố gắng để làm những cái điều gì đó tốt lành nhất. Mẹ cũng lấy cái công việc để vượt lên tất cả những cái nỗi đau đấy. Và chính những cái nghị lực và cái niềm tin của mẹ đã giúp cho gia đình lấy lại được tinh thần và cùng nhau vượt qua những cái khó khăn. Trở về với công việc và những học trò bé nhỏ, niềm vui của các em với âm nhạc, ca hát và trách nhiệm của người thầy, người cô như thôi thúc, truyền cho cô giáo Yên nghị lực vượt qua nỗi đau để tiếp tục sống và làm việc, tiếp tục vai trò của cán bộ công đoàn giàu nhiệt huyết và yêu thương. Chị Yên là một đồng nghiệp của chị gái trong gia đình. Từ khi nhà mình bị tai nạn đến giờ, thì hầu như là chị luôn luôn là động viên, nào rất quan tâm, cứ gặp đâu là chị hỏi thăm đó, xem tình hình vợ con như thế nào, chị rất là chu đáo. Một người mẹ, một người chị, một người bạn, một nhà giáo được học sinh yêu quý nhất, do chính thầy cô và học sinh trong trường bình chọn.
Có lẽ tất cả sự yêu thương ấy đã giúp cô giáo Phạm Thị Yên đứng vững và càng say mê với nghề hơn. Đồng chí cũng đóng góp lớn cho phong trào thi đua của nhà trường, luôn là toàn tâm, toàn ý với công việc của mình. Tôi đã gắn bó với nghề dạy học hơn 20 năm. Thế thì trong 20 năm ấy được ở quê hương mình, ở nơi này thì thanh niên vẫn cảm thấy một niềm tự hào, dù là nghèo. Thế nhưng mà cái tình cảm cũng như là cái cách sống của tất cả mọi người nơi đây đều rất là giản dị, đều rất là yêu thương, tâm huyết với nghề của mình và luôn tự hào. Mình vẫn là những người giáo viên nhân dân, vẫn là những cái nghề, một cái nghề rất là cao quý và được nhân dân cũng như là các em học sinh tôn trọng và yêu quý nhất. Nhìn cách cô đứng trên bục giảng, vừa đánh nhịp vừa hát, nụ cười ấm áp thường trực trên môi, chúng tôi hiểu tình yêu nghề mà cô luôn trân trọng, gìn giữ. Bình dị mà sâu sắc, từng ngày từng giờ, cô giáo Yên dành hết tâm huyết với nghề để chăm sóc cho những bông hoa bé nhỏ nơi đây tỏa hương khoe sắc. Bởi thế người ta vẫn bảo, những thầy cô giáo có tâm là những người luôn tìm tòi hết mình với nghề. Và với cô giáo trường làng Phạm Thị Yên, mái trường nơi đây vẫn mãi là tình yêu mà cô chọn đời vun đắp cho nghề và cho đời nở hoa.